Và nước đang căng mình chống dịch, nhóm 6 người tại thành phố Cà Mau đã tổ chức một bữa nhậu lên đến 90 triệu đồng, chia ra trung bình mỗi người là 15 triệu đồng. Vì sao một bữa nhậu lại đắt đỏ đến như thế? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết vụ việc. Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 6, trong lúc tuần tra kiểm soát, Tổ phòng chống dịch COVID-19 phường 8, thành phố Cà Mau phát hiện 6 người tập trung ăn nhậu, hát karaoke bằng loa thùng kẹo kéo tại quán nhậu Huyền Cát Tường thuộc khu vực khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau. Trong đó có một chủ quán và năm người khách, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, nhưng sau đó nhóm người này có lời lẽ lớn tiếng và có hành vi chống đối người thi hành công vụ. Ngày 4 tháng 6, nhóm người này đã bị xử phạt 90 triệu đồng vì hành vi tập trung ăn nhậu ca hát theo công văn 2681 ban hành ngày 31 tháng 5 năm 2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân phường 8 đã tiến hành chuyển hồ sơ về Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau để Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt theo quy định.